Thưa quý vị, sáng nay 31 tháng 3, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 đã bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ngay sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu trước Quốc hội. Bằng hình thức bỏ phiếu kín, Quốc hội đã tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Kết quả, 473 trên 473 đại biểu có mặt tán thành bầu ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, làm Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ngay sau đó, phát biểu sau lễ tuyên thệ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Quốc hội đã tín nhiệm bầu ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội và nhấn mạnh đây là vinh dự vô cùng to lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề đối với cá nhân. Với cương vị Chủ tịch Quốc hội, tôi nguyện sẽ đem hết sức mình cùng tập thể Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp và thành tựu to lớn của Quốc hội qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội vì mục tiêu tối thượng, phụng sự lợi ích của quốc gia, dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Là Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, tôi sẽ cùng các thành viên trong hội đồng thực hiện nghiêm túc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định, tổ chức thành công cuộc bầu cử nhằm bầu ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng, quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ tới. Theo tân Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 sắp khép lại cùng nhiều kết quả to lớn trên cả ba phương diện, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, để lại nhiều dấu ấn và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân và cử tri cả nước. Ông Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội tiền nhiệm Nguyễn Thị Kim Ngân và các vị Chủ tịch tiền nhiệm đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hoạt động của Quốc hội và nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.